Thưa quý vị, dòng nhạc Pháp có thể là một trong những dòng nhạc nước ngoài đầu tiên đến với Việt Nam. Và những tình khúc Pháp ngày xưa dành cho những người Việt yêu văn hóa Pháp, rồi sau đó mới chuyển sang nhạc Pháp lời Việt. Và từ đó tân nhạc đã bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Và thưa quý vị, trong đêm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng sống lại với những giai điệu tuyệt vời của âm nhạc. Và lúc đó không còn là của quốc gia nào nữa, nó là tài sản chung của nhân loại, để làm cho cuộc sống này, trái đất này trở nên có ý nghĩa. Quý vị hãy tưởng tượng một ngày nào đó trên quả đất này không còn âm nhạc nữa. Có lẽ chúng ta mất một điểm tựa về tinh thần cho những lúc buồn, những lúc vui, những lúc sâu lắng nhất, những lúc vui nhất. Tất cả âm nhạc hiện diện khắp mọi nơi, và những giai điệu đẹp cứu rỗi linh hồn của chúng ta ở những khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Và thưa quý vị, cho nên không phải ngẫu nhiên mà toàn thể những người nhạc sĩ có thể hy sinh đánh đổi tất cả để giữ âm nhạc trong tim của mình. Và họ có thể làm những nghề khác, nhưng không, họ chọn nghề nhạc. Và biết rằng nghề nhạc rất là mong manh. Ngày nay ban nhạc ngày càng ít đi, chỉ cần một cái đĩa MD, chỉ cần một cái điện thoại là đã xong một ban nhạc rồi. Những con người còn đây là những người hiếm hoi. Nếu mà xét về mà thú quý hiếm, họ là những người thuộc đưa vào trong sách đỏ. Bởi vì sắp tới đây công nghệ lại phát triển nữa, thì có lẽ robot sẽ thay thế tất cả rồi. Một tràng pháo tay cho tất cả những người yêu nhạc có mặt hôm nay trên sân khấu của chúng ta. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị nào yêu nhạc và có thể sải bước ở khu vực trước đây, quý vị hãy đứng lên và thả hồn theo nhạc. Bởi vì bài này đứng càng gần càng ép phê. Mời quý vị dành một tràng pháo tay. Chúng tôi xin mạn phép không giới thiệu tên bài hát. Jennifer Thiên Nga trở lại sân khấu bây giờ.